Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Âm lịch là ngày 19 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Hợi, tháng Bính Tuất. Năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, ngày tân hợi, tức can sinh chi, có nghĩa là kim sinh thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thoa xuyến kim, kỵ tuổi, ất tỵ kỵ tỵ ngày thuộc hành kim, khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày hợi, lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành một cục, xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi ất tỵ kỷ tỵ ất hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tụng sao thiên quý tốt mọi việc sao thiên thành tốt mọi việc sao ngũ phú tốt mọi việc sao kính tâm tốt với an táng sao hoàng ân tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Về các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao kiếp sát, kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao hoang vu, xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam, sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020 ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý nhờ có sự phù trợ của Tam Hội cho nên hôm nay bạn tuổi Tý có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn còn chưa giải quyết trong suốt thời gian vừa qua đồng thời đưa ra những cái định hướng phát triển cho tương lai của mình nữa với bản mệnh tuổi Tý cũng sẽ hoàn thành xuất sắc được công việc cấp trên giao phó nhờ thế mà bạn nhận được sự tán thưởng của rất nhiều người và bạn tuổi Tý bạn hãy tự tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công rực rỡ hơn trong nay mai nhé Thiên quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy dù với bà tuổi Tý là người thông minh và nhanh nhẹn Tuy nhiên, bạn cần phải cẩn thận hơn trong việc xử lý các tiểu tiết nhỏ nhặt nếu muốn đạt được thành tích xuất sắc hơn. Đồng thời, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn để học hỏi mọi người nữa bạn tuổi tí nhé. Vài tử vi tuổi giáp Tý thuộc kim gặp gỡ quý nhân, tử vi tuổi bính Tý thuộc thủy khắc phục khó khăn, tử vi tuổi mậu Tý thuộc hỏa hoàn thành xuất sắc công việc, tử vi tuổi canh Tý thuộc thổ khiêm tốn học hỏi, tử vi tuổi nhâm Tý thuộc mộc, chú ý tiểu tít. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tị. tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Sửu nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay, nhất là nếu như bạn là người làm trong các lĩnh vực nghề tự do bạn tuổi Sửu nhé và bạn tuổi Sửu á bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho những cái sự nỗ lực không mệt mỏi của mình. Bạn hãy cởi mở hơn nữa với mọi người xung quanh, không nên tự tạo rào cản cho chính mình trong quá trình hòa nhập. Quên biết với nhiều người sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu nhận ra xung quanh mình có nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ cho mình những lúc khó khăn nữa và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tự xỉu bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này báo hiệu cái chuyện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm dường như bạn mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình mà lơ là quan tâm tới gia đình nếu như thời gian rảnh rỗi thì bạn tuổi sửu bạn hãy làm những việc đơn giản như là nấu một bữa ăn như vậy cũng đủ để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau nữa bạn tuổi sửu nhé. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim phúc lộc dồi dào, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy làm tốt được thưởng, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa mở rộng mối quan hệ, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, phá bỏ rào cản, tử vi tuổi quý xỉu, thuộc mộc, quan tâm hơn đến gia đình. Vài đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần, bạn đang gặp ngày cốt cục diện, ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi, cái điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn cho bạn tuổi dần về phương diện tình cảm ngày hôm nay. Với những người đã lập gia đình rồi thì tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt và với bạn tuổi dần cần phải chú ý và trò chuyện tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn. Những người chưa lập gia đình thì trong ngày này cũng gặp nhiều chuyện không được như ý muốn dù xung quanh bạn có nhiều đối tượng muốn Tín tới, nhưng bạn lại khó có thể tìm được một người thực sự phù hợp với mình. Có lẽ bạn mệnh tuổi dần nên bình tĩnh, chờ đợi thời điểm thích hợp hơn với mình nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, may là bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bản mệnh tuổi dần có nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp của mình. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ khiến cho bản mệnh tuổi dần nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đẹp giúp cho bạn tuổi dần được thăng tiến nhanh hơn trong tương lai của mình nữa nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, không tìm được người như ý, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, bình tĩnh chờ đợi, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, mọi người tin tưởng, tử vi chủ nhâm dần thuộc kim, cơ hội thăng quan tín chức. Về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bà tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi, phù trợ cho bản mệnh tuổi mão. Cho nên, bạn luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất kỳ cái nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, bạn hãy coi chừng vì có xu hướng lý tưởng hóa mọi việc. Cái điều này khiến cho bạn tuổi mão dễ cảm thấy chán nản nếu công việc của bạn không được như mong muốn nhé. Và bạn tuổi mão với bạn tính hiền hòa và vui vẻ, các mối quan hệ xã giao của bạn mệnh vẫn đang phát triển khá chi là thuận lợi khi đối diện với khó khăn bạn cũng không quá lo lắng bởi bạn biết chắc chắn sẽ có người sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho bạn và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ma áo bạn lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại được tốt đẹp gia đình của bạn tuổi Mão áo cũng có được bầu không khí rất chi là hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn luôn tâm sự với nhau, cho dù việc lớn hay là việc nhỏ chẳng giấu giếm bất kỳ cái điều gì nữa nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, hăng hái làm việc, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, cả thèm chóng chán, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, xã giao thuận lợi, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, nhiều người giúp đỡ, tử vi tuổi quý mão thuộc kim, vợ chồng hòa hợp. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi tốt tuổi hợi. Tử vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn Cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi thìn đang có điểm báo gặp phải nhiều chuyện nhiều nhưng trong công việc khi đối diện với khó khăn, bạn tuổi thìn, bạn phải cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tích cực, chớ cố vội vàng, nghĩ tới chuyện bủa cuộc mà buông xuôi bạn tuổi thìn nhé. Trong ngày hôm nay đối với bạn tuổi thìn, bạn mệnh không nên hiếu thắng hoặc là cố mức quá chấp trong mọi vấn đề nào đó khi tiếp nhận hoặc là giải quyết việc gì. Bạn mệnh tuổi thìn, bạn cần phải lắng nghe nhiều chứ không nên chủ quan tin thiêu điều mình muốn tin nhé. Cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thìn là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng có khăng khăng đặt người ta phải nghe theo ý kiến của mình. Chắc gì suy nghĩ của bạn đã hoàn toàn là đúng đắn đối bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ công việc rắc rối, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ không nên bỏ cuộc, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc lắng nghe nhiều chiều, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim không nên hiếu thắng, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy lắng nghe nửa kia. Về đánh giá của bà tử thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo nối năng không suy nghĩ không ý thức được hoàn cảnh giao tiếp của mình và bà tuổi Tỵ bạn vốn là người biết cách ăn nói thế nhưng hôm nay bạn lại dễ gây mất lòng những người xung quanh nữa nhé và bạn tuổi tỵ trong ngày này, bạn mệnh cũng sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc, thành công không thể đến nhanh chóng trong nay mai. Vì vậy, với bà tuổi tỵ, bạn cũng không nên nóng vội, muốn đạt kết quả mong ước ngay lập tức được, bạn cần phải bình tĩnh bước từng bước một. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có thủy khác với họ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái của mình gặp nhiều rắc rối. Con cái có thể có những khuyết điểm khiến cho bạn không hài lòng. Tuy nhiên, với bà tuổi tỵ bạn không thể chỉ nhìn vào những cái khuyết điểm ấy để đay nghiến con cái cái điều này sẽ làm thui chọt đi sự tin tưởng của con cái, sự tự tin của con cái mà thôi đó bạn nhé. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa nối năng không suy nghĩ, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ đắc tội với người khác, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc làm việc vất vả, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên nóng vội, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy khích lệ con cái. Về đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi ngọ đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Cái điều này cho thấy với bà tuổi ngọ có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia của mình. Vợ chồng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến Tuy nhiên, bạn tuổi ngọ, bạn không nên quá nóng nảy nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia của mình. Một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, bạn mạnh tuổi ngọ cũng không nên quá mức hiếu thắng. Bạn cần phải chủ động làm hòa với người ấy bởi mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng mà thôi bạn tuổi ngọ nhé. Tỷ kiên chiếu mệnh, cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi ngọ là người chính chắn và có được ý chí tín thủ. Tuy nhiên, để thăng tín thì ngoài tài năng của bạn, bạn cũng cần phải có những cái mối quan hệ tốt đẹp. Bạn hãy tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình nữa bạn tuổi ngọ nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, vợ chồng bất hòa, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, không nên hiếu thắng, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa chủ động làm hòa, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, mở rộng quan hệ, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, có chí tín thủ. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ. Cái điều này khiến cho bạn tuổi mùi có một ngày sự nghiệp rất chi là thuận lợi trong ngày này, những ai làm công việc công chức có thể duy trì được cái mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, nhờ đó mà công việc của bạn cũng được thực hiện vô cùng là trôi chảy trong ngày này đối với những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư thì cũng có thể tìm được những cái mối hợp tác làm ăn có lợi bạn hãy tranh thủ nắm bắt cơ hội khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình chớ có chần chừ do dự lại để cho người khác giành mất cơ hội bạn tuổi mùi nhé và xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi ngày này rất thích hợp để cho bạn thực hiện những cái kế hoạch đã đặt ra từ trước và với bạn đừng có tiếp tục kéo dài để lỡ mất cơ hội tốt đến với mình bởi công việc tiến hành vào ngày hôm nay sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi của quý nhân giúp đỡ nữa. Công việc hát rất chi là hanh thông bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày này với bạn tuổi mùi, xuất hành thì gặp nhiều may mắn, gia đạo có tin vui, có người giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài lộc, thăng tín. Và bạn đừng quên xuất hành đi xa nên chọn cái hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Hai hướng này sẽ mang lại nhiều may mắn cho bạn trong công việc và có được tài lộc về tay nữa bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, quan hệ hài hòa, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, công việc thuận lợi, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, thích hợp đầu tư, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, không nên trần trừ, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, thực hiện kế hoạch. Và đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020 ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa cái điều này với bà tuổi thân bạn đang có điểm báo phải trải qua một ngày không được mấy in ả với mình bạn mệnh dễ phải đối mặt với tiểu nhân hoặc là vướng phải những cái chuyện thị phi không mong muốn khiến cho những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn nữa bạn tuổi thân nhé. Với bạn tuổi thân, bạn đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng mà cần phải bình tĩnh hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Nếu như bạn làm được cái điều đó thì kẻ tiểu nhân cũng sẽ hết đường tác oai tác quái và phải nhận sai về mình bạn tuổi thân nhé. May mắn cho cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn có phần được tốt đẹp bạn thủy thân, bạn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nữ kia. nếu như công việc của bạn có gặp bế tắc, thì bạn đừng có ngần ngại tâm sự với người ấy. hai người cùng suy nghĩ sẽ có cái nhìn toàn diện và tìm ra được hướng giải quyết rất chi là nhanh chóng hiệu quả nữa bạn thủy thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tiểu nhân gây họa, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, vướng chuyện thị phi, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, không nên nóng nảy, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, chứng minh bằng thực tế, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, tâm sự với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 2, số 7, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu, thứ tư, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020, Ngày thứ tư này đối với bà tử dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dậu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tử dậu đang có phần được tốt đẹp và với bạn tử dậu có những mối nhân duyên khá chi là tốt, đặc biệt là với những ai chưa lập gia đình, bạn có thể có được một đối tượng tiềm năng theo đuổi, hãy cởi mở và cho đôi bên cơ hội để tiếp xúc, trò chuyện với nhau nhiều hơn bạn tuổi giàu nhé. Trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi, thì bạn luôn hết mực, tin tưởng nửa kia, bạn không bao giờ nghi ngờ mù quáng. Cho dù là lúc nghe thấy những lời bóng gió bên ngoài, bạn tin rằng vợ chồng nên đối xử chân thành với nhau, tối kỵ việc ghen tuông vô lý nữa nhé về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này tài lộc của bạn đang có được thiên phú trợ mệnh cho nên đối với những người làm nghề tự do làm nghề phụ thì có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay bạn cũng có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vào cái vận may của mình tuy nhiên với bạn tuổi dậu bạn không nên phụ thuộc quá nhiều vào cái điều đó nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy nhân duyên tốt đẹp tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa mở rộng lòng mình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tin tưởng nửa kia tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc cơ hội phát tài tử vi tuổi quý dậu thuộc kim công việc thuận lợi về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 3 số 5. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tử tuất gặp nhiều điều không thuận lợi trong sự nghiệp của mình, khó khăn bày ra trước mắt. Cái điều quan trọng là bạn tử tuất bạn cần phải giữ được thái độ tâm lý tích cực rồi mọi việc sẽ có cách giải quyết một cách thỏa đáng nhé. Trong ngày này, đối với những người làm công an lương thì cần thay đổi thái độ làm việc tự do chỉ thích theo ý của mình mà không quan tâm đến mục tiêu chung của tập thể, nếu đã làm việc trong một môi trường tập thể, bạn không nên tự tách mình ra mà hãy tìm cách hòa nhập và phối hợp cho dù bạn là ai hay là bạn có tính độc lập cao như thế nào đi chăng nữa bạn tuổi tốt nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạn có nhận ra cái mối quan hệ của mình với các con không còn gần gũi được như trước và bạn hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con cái của mình bạn tuổi Tuất nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa gặp nhiều khó khăn tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ suy nghĩ tích cực tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc hòa nhập với tập thể tử vi tuổi canh tuất thuộc kim quan tâm hơn đến con cái tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy thích làm theo ý của mình về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi dễ dự ở trong lòng những tư tưởng bi quan và tiêu cực và khi đối diện với rắc rối bạn tuổi hợi bạn không nên vội than thân trách phận thay vào đó hãy suy nghĩ tích cực và tìm ra cách để khắc phục vấn đề bạn tuổi hợi nhé và bạn tuổi hợi bạn là người thông minh nhanh nhẹn tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội cái điều này gây ảnh hưởng đến cái việc đưa ra quyết định của bạn nếu như bạn còn chưa chắc chắn với những cái suy nghĩ của mình thì bạn hãy thoải mái trao đổi với những người xung quanh trước cái đã nhé ngày này với bạn tuổi hợi nếu như bạn có kế hoạch xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những cái hướng tốt hướng tài thần hoặc là hướng hỷ thần hướng Tây Nam. Hai hướng này sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi, giúp cho công việc của bạn đạt được kết quả cao hơn bạn tuổi hợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi hợi, cái việc xuất hành đi xa thì có quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, tài lộc được hanh thông. Về tử vi tuổi ất hợi, thuộc hỏa, suy nghĩ tiêu cực, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, thông minh nhanh nhẹn, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, cẩn thận khi quyết định, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, trao đổi với mọi người, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, không nên than vãn. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Mùi và các bạn đang xem video đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại